Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thể thao. Không ít các giải đấu truyền thống trên thế giới hay ở Việt Nam không thể diễn ra hoặc diễn ra nhỏ lẻ. Số lượng khán giả cũng bị hạn chế. Vì vậy, sự hỗ trợ của công nghệ số đã phần nào giúp duy trì và thu ngắn khoảng cách để các vận động viên và người hâm mộ thể thao có thể tiếp cận gần hơn với việc tập luyện cũng như là theo dõi các giải đấu. Trong số hơn 10 môn thể thao thành tích cao của Ninh Bình, thì cờ vua là môn may mắn hơn trong điều kiện dịch bệnh, nhưng các vận động viên vẫn có thể tham gia các giải đấu trong và ngoài nước nhờ hình thức trực tuyến. Chính vì thế mà thành tích của các vận động viên vẫn duy trì ổn định. Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát thì thầy và trò bộ môn cờ vua đã nhanh chóng triển khai ngay phương án tập luyện online thay vì trực tiếp như trước đây. Và thực tế cho thấy các vận động viên đã giành được nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu online, như giải cờ vua trẻ thế giới hay đại hội thể thao siêu trí tuệ. Cái việc tập luyện của đội tuyển cờ vua Ninh Bình ấy, hiện nay là do là dịch Covid nên chúng tôi có sử dụng các cái thêm một số các hình thức tập luyện online, thì nó được thêm được một số cái lợi thế so với việc tập luyện truyền thống trước đây. Đó là chúng tôi có thể tiếp cận được các cái đối thủ ở khắp toàn thế giới. Tức là bằng các cái kênh thông tin chúng tôi có thể liên lạc với các huấn luyện viên của các bạn ấy, để chúng tôi có thể được thi đấu giao lưu. Ngoài ra thì cái việc kết nối giữa vận động viên của chúng ta với lại các cái huấn luyện viên hàng đầu thế giới để tập luyện, tức là tập luyện họ thông qua các cái khóa học, họ có các khóa học chuyên sâu về một cái vấn đề gì đấy mà vận động viên của chúng ta cần tham vấn, thì đây cũng là cái điểm tốt của cái việc tập luyện online. Một môn thể thao khác là bóng chuyền cũng có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ trong quá trình tập luyện. Hiện tại, đội bóng chuyền nữ Ninh Bình Doveco đang tập luyện tại Vĩnh Long, trong khi huấn luyện viên trưởng thì lại ở Ninh Bình do điều kiện di chuyển khó khăn. Chính vì vậy, các bài tập online đã được chuyển qua Zalo để toàn đội vẫn có thể tập luyện hàng ngày theo đúng giáo án. Huấn luyện viên cũng thường xuyên theo dõi được các buổi tập phát sóng trực tiếp qua mạng xã hội để có thể điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, những người hâm mộ thể thao cũng đang dần quen hơn với các chương trình thể thao trên nền tảng số. Chỉ với một chiếc smartphone có kết nối Internet là người hâm mộ đã có thể theo dõi các trận đấu khi mà nhiều sân vận động đóng cửa không được đón khán giả. Các chương trình tin tức, video highlight cũng tiếp tục được cập nhật giúp khán giả có nhiều hơn những lựa chọn tiếp nhận thông tin. Trong việc xem thể thao qua Facebook và YouTube thì bọn em có thể xem được ở mọi lúc mọi nơi và có thể là lựa chọn đầu tiên của em. Xóa bỏ khoảng cách, giải quyết được một số vấn đề trong luyện tập, quản lý, đào tạo. Công nghệ số đang góp phần giúp thể thao truyền thống có những bước chuyển mình phù hợp với xu hướng chung.